Theo các bị hại, khoảng vài tháng trở lại đây, thông qua mạng xã hội Facebook, biết được đối tượng tên Đào, cư ngụ tại tỉnh Cà Mau, có nhu cầu thuê người gia công các sợi chuỗi hạt, rèm cửa với giá rất cao. Chính vì vậy, không ít phụ nữ tại các vùng nông thôn có thời gian nhàn rỗi đã bắt đầu tham gia và nhận hàng về gia công với số lượng ngày một tăng. Khi tiếp xúc, đối tượng đưa cho các bị hại nhiều hợp đồng khác nhau, trong đó quy định tiền để gia công mỗi loại hạt, ngày giao hàng cụ thể. Đặc biệt, để có thể nhận hàng về làm thì các bị hại phải đặt tiền cọc trước thì Đào mới giao nguyên liệu cho làm. Chính vì được trả tiền công cao nên đã có không ít bị hại lấy cả tiền dành dụm tích góp của gia đình để đem đặt cọc, thậm chí rủ nhiều người quen khác cùng tham gia. Bị hại hầu hết đều là phụ nữ ở các vùng nông thôn, không những tại địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn nhiều tỉnh khác của khu vực miền Tây và miền Đông. Theo khai báo ban đầu, số tiền đối tượng này chiếm đoạt về tiền cọc lẫn tiền công của các bị hại đã lên đến con số 55 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang thụ lý vụ án. Đây được xem là vụ án lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian gần đây.